Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi xe côn tay. Và đây là một bạn gái mình mới bắt được ở ngoài đường. Đấy, bạn này rất thích đi côn tay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn đi côn tay, tiện thể làm một cái video cho tất cả các bạn nào mà chưa đi xe côn tay bao giờ, hoặc là các bạn đi xe côn tay hay bị chết máy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Sau đây mình xin giới thiệu về chiếc xe côn tay. Một chiếc xe côn tay thì thường là có 5 hoặc là 6 số. Và đây là chiếc WinX. Chiếc xe này thì có 6 số. Nguyên tắc chạy xe côn tay ấy, thì các bạn phải thường là côn ra. Đây, tay bên trái này là tay côn. Và tay bên phải, tay bên phải này là tay phanh. Đó. Khi các bạn đi xe ấy, thì chúng ta luôn luôn là phải nhả côn từ từ. Tuyệt đối không được nhả đột ngột, như thế là các bạn sẽ lên trên vỉa hè đi ngay. Nào, em bóp côn vào nào. Xe côn tay ấy thì có 6 số. Và số giẫm xuống này, số giẫm xuống này là số 1. Đó, gẩy lên, gẩy lên là từ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Đó, thì bây giờ em đẩy xem chút nào. Bây giờ xe đang ở số 3. Em về số 1 đi. Giảm xuống. Đẩy xem một chút. Rồi, bây giờ đang ở mo đúng không? Em vào số 1. Đây, đẩy xem một chút. Rồi. Đề xe. Lưu ý là khi chạy xe ấy, thì chúng ta mới tập chạy xe ấy, các bạn không cần kéo ga mà chỉ cần để số 1, sau đó các bạn thả côn ra từ, khi đó xe sẽ tự chạy. Đây, bây giờ em thả côn ra từ từ đi. Đi đến hết cái vòng cua kia, cua quay lại nhé. Có đi được không? Gương mặt rất là nghiêm túc. Thả côn từ từ thôi. Đây các bạn ạ, bạn gái mình dậy đi, bạn ấy cao 1m46. So với con WinX thì có vẻ là nó hơi bị quá là cao. Nhưng mà bạn ấy ngồi lên xe là cũng đi được rồi. Nói chung đây chỉ gọi là đi được xe thôi, còn biết đi xe thì mất nhiều thời gian lắm. Cua quay lại đây đi. Dừng ở đoạn dâm kìa. Tiếp theo là đi số 2. Em đặt chân lên cần số, gẩy lên phía trên. Rồi. Hơi nhả côn và khẽ kéo ga. Khẽ ý ca lên một chút. Rồi, chết máy rồi. Bóp côn vào, đi. Hơi nhả côn và kéo ga lên. Luôn luôn nhớ là côn ra thì ga vào.
Mở một chút ga vào. Bóp côn vào. Đấy, chết máy rồi. Bóp côn vào đề lên. Nhả côn từ từ thôi, xong hơi kéo ga nhẹ. Dừng xe. Dừng xe nào. Bóp côn, phanh. Tiếp theo là đi số 3 nhá. Lần này đi nhanh hơn một chút. Gẩy lên. Có run không? Hồi hộp không? Thấy đi xe con tay dễ không? À, bây giờ số 3 ấy thì nhả côn ra nó không trôi được nữa rồi. Phải hơi mớm ga lên để đi nhá. Nào, hơi mớm lên một tẹo ga. Đấy, thả côn từ từ. Cứ thật từ từ, thả đến khi nào xe nó trôi thì thôi. Thả côn đi. Kéo ga một chút, kéo ga một chút, không chết máy. Rồi, lại chết máy rồi. Rồi đi. Tránh xa cái cát kia ra, không ngã bây giờ. Kéo ga lên. Từ từ thôi, đừng có vít mạnh. Thả côn bằng nào kéo ga bằng đấy. Để lên nào. Rồi đi. Cứ thả côn từ từ, sau đó mình hơi nhích tay ga lên thôi. Vít mạnh là nó bốc sang một bên đấy. Nhích ga lên. Đây các bạn, sau một thời gian hướng dẫn cho bạn gái kia thì bạn ấy gọi là cũng có thể là lăn bánh xe trên đường được rồi. Tuy nhiên là để đi được thuần thục một chiếc xe côn tay ấy thì nó cần phải mất rất nhiều thời gian tập luyện. Và đối với một người con gái mà với chiều cao 1m46 thì đi cái xe côn tay và làm chủ nó thì cũng rất là khó. Nào, thử nhích ga lên một chút nào. Nhích ga lên một chút nào. Nhả cái côn ở bên tay trái ra. Bây giờ khác đi được chưa? Khác đi kiểu như thế nào? Có nghĩa là bây giờ khác chạy trên đường được chưa? Chạy lên đường đây á? Ừ. Liệu có đi được không? Có biết, đại khái là biết rồi. Học thế thôi nhá. À, chào các bạn nhá. Sau đây mình sẽ xin bổ sung một số những cái nguyên tắc chạy xe côn tay. Đó là các bạn phải lưu ý là tay trái luôn phải bóp bóp côn. Các bạn cứ tập luyện thường xuyên, hoặc là các bạn mua cổ bóng bay về các bạn bóp vài chục lần vỡ là các bạn sẽ quen bóp cái côn tay này. Khi mà trong quá trình các bạn học chạy xe ấy thì các bạn thường là côn ra thì các bạn cần phải nhích ga lên, nếu không thì xe sẽ chết máy. Nếu mà trường hợp ở số 1 và số 2 thì các bạn có thể không cần kéo ga mà thả côn ra thì xe nó cũng chạy. Đấy là những cái điều cơ bản. Cái thứ hai là dùng phanh. Cái phanh của cái xe côn tay thì đại đa số là tất cả những cái phanh ở phía trước ấy thì là phanh đĩa. Vì thế các bạn bóp, các bạn khẽ nhẹ nhàng bóp phanh thôi, các bạn không bóp như là phanh cơ trên các cái dòng xe phổ thông khác. Đó, đấy là những cái điều mà các bạn cần lưu ý khi các bạn đi xe côn tay.